Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy, có tiệc cưới tại Gana xứ Galilea và có mẹ của Chúa Giêsu ở đó. Chúa Giêsu và các môn đệ người cũng được mời dự tiệc cưới và bỗng thiếu rượu. Mẹ Chúa Giêsu nói với người: họ hết rượu rồi. Chúa Giêsu nói với mẹ: hỡi bà, tôi với bà có can chi đâu, giờ tôi chưa đến. Mẹ người nói với những người giúp việc: hễ người bảo gì thì phải làm theo. Ở đó có 6 chum đá dùng vào việc thanh tẩy của người Do Thái, mỗi chum đựng được 2 hoặc 3 thùng nước. Chúa Giêsu bảo họ: hãy đổ nước đầy các chum. Họ đổ đầy tới miệng. Và Chúa Giêsu bảo họ: bây giờ hãy múc đem cho người quản tiệc. Và họ đã đem đi. Khi người quản tiệc nếm thử nước đã hóa thành rượu, ông không biết từ đâu ra, nhưng những người giúp việc đã múc nước thì biết. Ông mới gọi tân lang lại mà nói: ai cũng đem rượu ngon ra trước, khi khách ngà ngà thì mới đem rượu soàng hơn. Còn ông lại giữ rượu ngon tới giờ này. Chúa Giêsu đã làm phép lạ đầu tiên này tại Cana xứ Galilea và đã tỏ vinh quang người và các môn đệ người tin người. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô. Trời nóng quá, tôi sẽ giảng ngắn thôi, không dám dài đâu, chịu không nổi rồi. Rồi ai thấy nóng quá chúng ta lên, chúng ta mấy có gốc mấy cây cọ này mát khá, chúng ta lên trên đó ngồi thoải mái hơn. Còn nhà mẹ mình cũng mát mà, các gốc cây chỗ nào có được thì chúng ta cứ việc lên, nhà mẹ của chúng ta mà, nên chúng ta cứ việc lên ngồi. Hôm nay chúng ta cùng với giáo hội mừng lễ Đức Mẹ Fatima, nhất là kỷ niệm biến cố lần đầu tiên Đức Mẹ hiện ở Fatima ngày 13 tháng 5 năm 1917. Đức Mẹ hiện ra ở đây trong bối cảnh nào? Trước hết, chúng ta không có thể bỏ qua biến cố đặc biệt, đó là Thế chiến lần thứ nhất đã giết đến 60 triệu người. Rồi chúng ta biết cái nạn dịch cúm Tây Ban Nha giết khoảng chừng 50 đến 100 triệu người. Và hai em Jacinta và Francisco đã chết vì cái nạn dịch Tây Ban Nha này. Nó có một cái điểm giống của chúng ta. Chúng ta cũng đang ở trong cái nạn dịch coronavirus. Cái nạn dịch quá lớn đang làm điên đảo thế giới và làm cho mỗi người chúng ta lo lắng. Vì vậy mà khi hôm chúng ta tụ họp lại ở đây thì chúng ta nhớ lại cái thời Đức Mẹ hiện ra, họ cũng đang phải trải qua một cái nạn dịch kinh khủng. Bao nhiêu người chết, người ta chủ tính đến 500.000 người nhiễm dịch. Xin lỗi, 500 triệu người nhiễm dịch và gần 100 triệu người chết vì cái bệnh dịch này.
Vì vậy, khi mà chúng ta tụ họp đây, trong lúc thế giới đang oằn người chịu đựng cái nạn dịch kinh khủng, thì chúng ta nhìn đến mẹ của chúng ta, mẹ Fatima. Mẹ đã cứu thế giới năm 1917, thì năm nay, năm 2020, chúng ta cũng đến xin với mẹ, mẹ Fatima, để mẹ cứu chữa thế giới chúng ta. Chúng ta tin tưởng mẹ đã cứu thế giới hồi 1917, thì ngày hôm nay mẹ tiếp tục cứu vớt thế giới của chúng ta khỏi cái nạn dịch và nhiều cái tai nạn khác. Mẹ đã hiện ra với ba trẻ mục đồng ở Fatima là Lucia, Francisco và Jacinta, với những lệnh truyền: hãy ăn năn đền tội, hãy tôn sùng mẫu tâm và hãy lần hạt mần côi. Mẹ đã đưa ra những cái điều kiện đó, nếu chúng ta làm thì chúng ta sẽ được mẹ thương cứu vớt. Và không phải chỉ giúp chúng ta qua cái nạn dịch này, mà còn cứu chúng ta, ban cho chúng ta được ơn cứu độ, cho chúng ta được trở về với Chúa, ban cho chúng ta được hạnh phúc cuộc sống hiện tại và cuộc sống mai sau. Tại sao vậy? Tại vì mẹ là mẹ của chúng ta. Mẹ đã đến và mẹ rất âu yếm với những trẻ mục đồng ở Fatima, thì ngày hôm nay mẹ cũng đang âu yếm nói với từng người chúng ta cái sứ mệnh của mẹ. Và mẹ cũng muốn chúng ta thực hiện những điều đó để chúng ta có thể đón nhận những hồng ân mẹ trao ban cho. Những lời mẹ nói với chúng ta, mệnh lệnh Fatima, là một phương thức giải độc cho những sự dữ. Rồi, khi mà chúng ta bắt đầu lại một giai đoạn mới, thì những lệnh truyền của mẹ là con đường để khởi đầu cho những bước đi mới. Và lời mời gọi của mẹ nhẹ nhàng, êm ấm như một người mẹ hiền từ. Trong câu chuyện mà chúng ta vừa nghe trong bài tin mừng hôm nay, mẹ đã đến với tiệc cưới Cana, yêu thương cô dâu chú rể, yêu thương những người khách dự tiệc, và mẹ đã nhẹ nhàng nói với những người giúp việc làm những gì Thiên Chúa muốn. Mẹ nói với tất cả tình yêu thương, âu yếm, và khi người ta nghe lời mẹ thì những gì họ muốn đã được thực hiện. Và khi mà chúng ta lắng nghe lời mẹ, thì qua mẹ chúng ta sẽ gặp được Đức Giêsu. Đức Francisco khi gặp các linh mục ở Tây Ban Nha, ngài đã nhắn nhủ các linh mục như thế này: Đức Mẹ đã dẫn các trẻ mục đồng ở Fatima đến với Chúa Giêsu. Khi mà chúng ta đến với Đức Mẹ thì Đức Mẹ cũng dẫn chúng ta đến với Chúa Giêsu. Khi lần hạt mân côi, chúng ta suy niệm cuộc đời của Chúa qua phép lần hạt mân côi, chúng ta chiêm ngắm đời của Chúa, thì với phép lần hạt mân côi với Đức Trinh Nữ Maria, càng ngày chúng ta càng đến gần Chúa Giêsu hơn, chúng ta càng yêu mến Chúa Giêsu hơn. Trước khi Đức Mẹ hiện ra với các trẻ mục đồng ở Fatima, thì có thiên thần năm 1916 đã hiện ra với các em và nhắc nhở các em: hãy tin, hãy tôn thờ, hãy trông cậy, hãy tôn thờ Thiên Chúa và cầu nguyện cho những ai không tin, không tôn thờ, không trông cậy, không yêu mến Thiên Chúa. Vì vậy, sứ mạng của chúng ta hôm nay là gì? Là chúng ta tin,
là chúng ta tôn thờ, là chúng ta trông cậy và chúng ta yêu mến Thiên Chúa. Và đồng thời chúng ta cầu nguyện cho những ai không tin, không tôn thờ, không trông cậy, không yêu mến Thiên Chúa. Mẹ nhắc nhở mỗi người chúng ta để chúng ta đến với mẹ, và qua mẹ chúng ta đến gặp gỡ Chúa Giêsu. Những lời của mẹ là những người lời của một người mẹ hiền lành, âu yếm, đang nói thầm với từng người, đang nói với mỗi người của chúng ta, để chúng ta đến với mẹ, và đến với mẹ chúng ta gặp gỡ được Đức Giêsu. Trong ngày kỷ niệm Đức Mẹ hiện ra lần thứ nhất ở Fatima hôm nay, chúng ta tạ ơn mẹ đã gìn giữ cho sứ đạo chúng ta được bình an. Nhưng những anh em của chúng ta ở những nơi khác còn đang phải chiến đấu với cái nạn dịch quái ác này. Xin mẹ ra tay để bỏ đi, diệt đi những nguy hiểm đang đe dọa những anh em, những người thân của chúng ta, những nước đang phải đối diện với cái cơn dịch giết người này, để cho họ được bình an, cho tai qua nạn khỏi, để họ sống hạnh phúc là con cái của Thiên Chúa, là con cái của mẹ. Và đồng thời chúng ta cầu nguyện để cho chúng ta biết tin, biết thờ lạy, biết yêu mến, biết trông cậy vào Chúa, biết lần hạt mân côi, biết tôn sùng mẫu tâm, để chúng ta đến với Chúa, đến với mẹ. Và khi chúng ta đến với Chúa, đến với mẹ, mẹ là mẹ hiền, luôn nâng đỡ, chở che và dắt dìu chúng ta, để chúng ta vượt qua được những khó khăn thử thách, được sống bình an, và chúng ta trở thành những người mang Chúa, mang mẹ đến cho những anh chị em của chúng ta trong niềm vui, trong hạnh phúc. Amen.